ba anh em đi Thái, nhưng mà thấy Việt Nam đang làm cái cái này là gì đấy chú bay? Hỗ trợ mua sắm và ẩm thực Thái Lan. Ba anh em đi Thái mà gặp ba Việt Nam làm cái hội chợ ở bên Thái, ghé thực cho anh em chụp những cái vui. Chiếu hình ảnh thôi. Thái Lan, Made in Việt Nam. Qua Thái rồi.